bác. Đại tướng con tên là Trần Khánh An, pháp danh là Tạ Chí. Nay đối trước Tam Bảo, xin pháp loài nguyện quy y của các địa tạng muôn bán thương kính của con. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của người Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, khiến cho con sanh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Ngài mà xin được phát nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay, trọn đời trọn kiếp đến tận cùng của đời vị lai nhân đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con xin được nương tựa nơi Ngài. Con nguyện từ nay cho đến tuổi số kiếp, con bà chẳng thể nghĩ bàn, con sẽ dùng trăm nghìn phương tiện để khuyến rũ dẫn dắt tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho hết thảy chúng sanh đều được lợi ích lớn. Bồ Tát, con ngưỡng mong Ngài rũ lòng đại từ đại bi mà thương xót chứng minh cho con lời nguyện và sự quy y này của con, khiến đời đời kiếp kiếp con đều không quên mất. Hiện nay con là kẻ phàm phu ngu si, vô trí nhập chướng sâu, hiện nay sâu nặng, kính mong Bồ Tát từ bi thương xót con cùng với tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng với hết thảy muôn loài được thân tâm an lạc, mọi việc như ý chí huệ mở mang, phước đức tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, mau đạt được bổn tôn tâm thanh tịnh, sinh thuận tử an phúc, giáo đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Phân thân tập hội phẩm thứ hai. Hóa thân cùng quyến thuộc lúc đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực Như Lai phân thân đó hiệp đời với những đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na do tha, đồng cầm gương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó phải đều nhờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở, có lúc nào tạm ngừng, không lúc nào tạm dừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả chứng đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh can cường như thế, cho lòng chúng nó đều điều phục và bỏ tà tránh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng quên theo tánh ác, muốn độ chúng nó ta cũng phân nghìn trăm ức
lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó phát, hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tín nhiệm, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên đem lòng kính tin ngưỡng mộ ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ắc bà, ưu bà tắc, ưu bà di, nhấn đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chư Phật Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa tạng, ông xem ta đã trải qua số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh căn cường đầy tội khổ khai hóa như thế, ngài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo, nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thốn khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời rao lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đến lúc Phật Di Lạc ra đời đẳng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được đức Phật thọ ký, bấy giờ những hóa thân địa tạng Bồ Tát thế giới nghiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng đức Phật rằng: ở số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ đức Phật Thế Tôn tiếp độ dẫn rất dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức, mỗi người làm cho uy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn lòng sanh tử, hiện vui nết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc bằng một sợi lông, hoặc một giọt nước, một hạt cát cũng một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng mảnh sợi lông tóc, con cũng độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn, cúi mong đức Như Lai chớ vì những chúng sanh hoặc ác nghiệp trong đời mà sanh lòng lo lắng, cúi mong đức Phật Như Lai chớ vì đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đức Phật như thế. Lúc ấy đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta độ trợ cho ông được tại nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.